Chào các bạn nhé. Nghỉ lễ thì ở nhà các bạn làm gì? Chắc các bạn đi chơi nhiều ha. Đi chơi này chơi kia hay là về quê. Còn mình thì ở nhà chăm chim với các bạn này. Thì năm nay này dưa hấu Long An rẻ quá trời các bạn, 5.000 một ký. Đó nhưng mình mua là mình 5-7 ký cho nó ăn đấy các bạn. Mình ở nhà chăm chim các bạn này. Lễ mình không có đi đâu á. Chim đợt này nở cũng chim chích bị màu nó nở nhiều nhưng các bạn chim công thì chưa có nhiều đó. Các bạn chăm cái đống chim mum non này cũng cực lắm các bạn ơi, chứ không phải là sướng đâu. Đấy dưa hấu ở Long An năm nay 5.000 ký nhá, mình cho tồi nam thoải mái luôn các bạn, mê lắm. Con nào cũng vậy đó, chim con ấy các bạn, chim con chim lớn con nào cũng thích ăn dưa hấu nha các bạn. Ăn dưa này cũng rất là tốt chứ không phải là ấy. Mát nữa các bạn, rau thay rau, ăn thay rau đó. Mấy con chim nhỏ nhỏ thì mình cho nó miếng nhỏ thôi chứ để nó ăn nó đạp tùm lum đó các bạn. Chim nhỏ nhỏ này các bạn, chí bảy màu đó. Thì các bạn nào có nhu cầu mua chí bảy màu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0944 789 956 nha các bạn. Đây là chí bảy màu mới nở này các bạn ơi. Đó, cái nhiệm vụ của mình của cả ngày là chỉ có chăm chim thôi, chăm tụi nó cực lắm các bạn ơi. Cả một cái mùa sinh sản là chỉ có một năm trời, chỉ có trông chờ cả mùa sinh sản, nên là mình sẽ tập trung cái giai đoạn này để mình chăm sóc tụi nó cho nó tốt nha các bạn. Đấy mấy con chim chí này nè, đó các bạn thấy không, sắp tới cái lứa suất rồi đó. Mình đang phòng bệnh nha các bạn, khoảng nay mai là mình phòng bệnh xong hết rồi. Đấy chim của mình là mình trước khi giao cho các bạn là mình sẽ phòng bệnh đầy đủ nhé, rồi mình mới giao cho các bạn nha. Mấy con này nó ăn dữ lắm, trời ơi, mận trái cây á mình cho ăn nè, mận này các bạn, hồi nó ăn hết luôn á, mận hay là trái khổ qua nó mổ sạch sẽ luôn đó. Con này bay này, dưa hấu hồi nó ăn không còn cái gì á, nó ăn cả cái vỏ nữa các bạn. Giống như mình nuôi trong môi trường nuôi nhốt đó, nó cần ăn nhiều thứ để nó đủ chất đó các bạn. Đấy đây nè các bạn thấy chưa, thì chí bảy màu đỏ mình đang ra giá khoảng 1,3 triệu một cặp nhé. Chí bảy màu vàng 1,5 triệu một cặp, thì các bạn nào mua 2 cặp thì mình bớt cho 100.000, mua 3 cặp thì bớt 200, nó cứ vậy bớt lên nha các bạn. Đấy hôm đợt này khách của mình đặt hàng cũng nhiều các bạn ơi, nên là mình sinh sản có một mùa duy nhất, là các bạn nào muốn mua thì nhanh tay nha các bạn, chứ chim 1 tháng là mình ra hết rồi, mình không có còn nha các bạn. Bạn nào chần chừ là chắc mình nghĩ cũng không có còn đâu, tại vì anh em rất là nhiều anh em cũng thích chơi chí bảy màu nhé. Bạn nào đam mê thì cứ liên hệ với mình, có thiện chí thì đặt cọc mình trước vài trăm để mình nốt lại á, rồi tới lúc có đủ ấy thì mình giao nhé, có đơn á, đủ nó đủ tuổi lớn mình sẽ giao cho các bạn. Thì khi mình giao chim cho các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà nuôi ấm ở trên lồng nhé các bạn. Nuôi trên lồng á, các bạn nuôi trên lồng sàn á, giống như này này. Các bạn ra chợ các bạn mua này, mấy cái lồng giống như của mình này, lồng này 140 này. Các bạn mua rồi cái máng máng ăn máng uống nó vào khoảng 150 160 gì đó. Đó là các bạn có thể nó ấm được rồi. Các bạn nuôi trên lồng khoảng hơn 2 tháng á, là các bạn cho xuống đất được con chí bảy màu á. Còn đối với con công là phải trên 4 tháng nha các bạn. Nó thích ăn dưa hấu lắm nè, thấy chưa. Đấy phục vụ nó vậy đó, chứ các bạn mà không cho nó ăn thường á, là ăn rau thường là nó cắn mổ nhau lông dữ lắm các bạn ơi. Bầy đông này nó cắn mổ dữ lắm, mình cho nó mổ ăn liên tục luôn các bạn. Nhất là cây khổ qua nhà mình nó mọc không kịp luôn, khổ qua rừng á, mình cho nó ăn lá nó ăn dữ lắm các bạn ơi. Một ngày chắc phải cho ăn phải phải 5-7 cữ đấy nó mới đủ chất, nó mới không cắn cắn xé lẫn nhau. Đấy còn nhiều đây dưa mình đi cho mấy con chim lớn này các bạn trưởng thành á. Năm nay chim công của mình nó nở chậm quá các bạn ơi, không phải nở chậm mà nó đẻ chậm á, nắng quá hay gì á, thời tiết ở chỗ mình này rất là nắng đó. Nó đẻ nó nắng quá nên là mình nghĩ là nó đẻ lưa thưa các bạn, chứ dinh dưỡng mình bổ sung cũng khá tốt ạ. Hồi nữa mình còn đi luộc trứng cho tụi nó ăn nữa. 100 ký như vậy đó mà
không nên hồn nữa là thôi luôn á. Đây mấy con là mình cho ra đây, mình dọn dẹp chuồng trại cho nó sạch này các bạn. Mấy con này á, ở dưới để mấy cái khay khay đựng phân á, nên là mình mới rửa khay mình đưa ra đây cho nó mát này. Đấy, bố mẹ nó ngoài đây không. Nhiều bạn cứ đang hối mình về cái vụ chim công ấy các bạn. Thực sự là chim công của mình hôm nay nó nở hơi chậm nên là các bạn thông cảm nhé. Trước sau mình cũng giao cho các bạn thôi, nhưng mà thí dụ có chim đấy là mình sắp xếp cho các bạn, nhất là các bạn mà đặt cọc mình trước á, đặt cọc tiền á, đặt cọc mình vài trăm thôi là mình sẽ ghi lại trong giấy, trong sách trong tập hết nha các bạn. Mình sẽ ưu tiên những cái đơn hàng mà có trước cho các bạn đấy. Đó, đây là hai bạn chó này. Hai bạn chó này cũng được 3-4 tháng thì rồi ạ. Chia thành nhiều vị trí cho tụi nan, con để con mạnh con yếu còn được ăn. Này mấy con này nó hóng này. Hóng đây nó tưởng cho ăn trứng hay gì á. Phèn đi đấy. Dưa hấu này mấy con chim trĩ, mấy chim công nhưng nó thích ăn lắm các bạn này. Ngọt 5.000 một ký mà ngọt ghê luôn đó các bạn. Mình thấy nó người ta đổ cái đống dưa hấu chắc nay chắc mấy ngày nay là chắc xuống giá còn 3.000 ký quá. Hồi nữa mình ra chợ mình mua thêm cho nó tụi nó mớ nữa. Mua thêm cho tụi nó mớ cho tụi nó ăn. Bảy màu đỏ, bảy màu vàng. Chuẩn bị mai mình sẽ có con bảy màu xanh rất là đẹp nha các bạn. Chăn nuôi mà phải đầu tư thôi các bạn ơi. Không đầu tư là khó thành công lắm. Mai mình sẽ về con bảy màu xanh trống rất là đẹp nha các bạn. Tại biết sao bên này con bảy màu xanh mái tơ này. Nó đẻ rồi mà bảy màu xanh mái tơ nó đẻ rồi mà con trống nó không có phối các bạn ơi, trống non á. Trống non là nó hơn xui lắm. Đấy. Mấy con trống to non này vậy mà nó phối dở lắm các bạn này. Chim non nó là hên xui các bạn, chim tơ á là 50-50 á, có nhiều con non nó phối rất là đạt nhưng mà nhiều con nó không phối được, nhưng mà đa số là cái lượng là phối không có được á các bạn. Thì khi mà các bạn có cặp chim tơ á thì chim nó đẻ trứng thì các bạn phải ấp, các bạn mới biết là có phôi hay không nha các bạn. Mai chuồng này sẽ có bộ bảy màu xanh đẹp này các bạn ha. Đó. Đấy con trống của mình này nay lông lá màu mè nó ra cũng nhiều rồi đó. Có cánh, cái cánh nó chưa ra thôi. Rồi, thì hôm nay mình xin kết thúc video đây. Thì ngày lễ của mình là bận rộn lắm. Sáng ra là dọn dẹp vệ sinh chuồng trại của chim lớn này, thay máng ăn, máng uống này. Xong là vệ sinh chuồng chim con này các bạn. Rồi thay nước, phòng bệnh, rồi châm thức ăn. Rồi mình nói là cái việc của nó lắt nhắt rất là nhiều luôn các bạn này. Một năm là chỉ có một mùa sinh sản này là mình có thu nhập thôi nha các bạn. Còn lại là các tháng bình thường ấy là mình chỉ giống như làm công ích vậy đó. Cả năm là chỉ có một cái mùa này thôi các bạn. Nên là phải mình cố gắng nhé. Cố gắng cái một mùa thôi à. Các bạn nuôi mỗi thứ một bộ này là các bạn có thu nhập một năm cũng khá khá đó. So với các bạn vừa đi làm á. Vừa đi làm vừa chăn nuôi mà các bạn nuôi thêm vài bộ này là các bạn có thu nhập tốt rồi. Giống như cái nghề tay trái của các bạn ấy nhé. Mình nuôi là đam mê là chính. Nhưng mà nếu mà có thu nhập thêm á, thì tốt nha các bạn. Đừng có đặt, các bạn nuôi thì nuôi chứ đừng có đặt áp lực quá về những cái vụ mà đẻ này kia nha các bạn. Không cần phải áp lực quá đâu. Mình nuôi là chơi là chính các bạn ơi. Còn có thu nhập thì tốt. Thì các bạn phải học hỏi. Trong quá trình nuôi á, mình bị trục trặc cái chỗ nào là mình phải đi tìm hiểu các cái thông tin, các cái clip trên mạng mọi người chia sẻ hay là các cái tài liệu để mình
để mình biết nha các bạn, mình biết mình rút kinh nghiệm á, sai chỗ nào đứng lên chỗ đó thì từ từ các bạn thành công thôi. Mình có chia sẻ rất là nhiều những cái trong cái quá trình nuôi, mình có chia sẻ rất là nhiều thứ rồi. Các bạn nếu các bạn có thể dành chút thời gian, các bạn lên các bạn coi nhé, coi rồi các bạn tìm hiểu. Chứ các bạn mà cứ gọi cho mình hỏi là mình không thể trả lời hết được các bạn ơi. Mình cũng rất là nhiều công việc các bạn, chứ không có phải mình cả ngày mình ngồi mình đi trả lời các bạn được. Nên là các bạn thông cảm nhé. Tại vì mình có gì mình đã dành thời gian mình chia sẻ lên clip, thì các bạn chịu khó các bạn lên các bạn coi nhé. Các bạn coi, các bạn nghiên cứu á. Chứ mình không thể chia sẻ, mình đi mình trả lời cho từng người được các bạn. Nên là các bạn thông cảm. Nhiều khi mình không nghe điện thoại được hay gì, các bạn thông cảm. Tại vì nhiều khi mình rất là bận đấy các bạn. Mình còn đi làm công việc ở bên ngoài nữa, chứ không phải là mình có chăn nuôi không các bạn. Rồi, mình xin kết thúc cái video đây. Nếu mà các bạn nào có mua chim chích 7 màu á, thì liên hệ với mình nhé. Đợt này mình cũng đang còn cũng còn nhiều chim 7 màu nhé. Thì các bạn liên hệ. Mình chỉ có một mùa này là có chim thôi, chim con thôi. Nên là bạn nào có ý định nuôi thì đặt mua mình lần lần là vừa đó. Chứ không khoảng 2-3 tháng nữa là chắc mình cũng không còn chim để giao cho các bạn đâu. Thí dụ các bạn tin tưởng thì các bạn đặt đi là vừa nhé. Chứ mà còn suy nghĩ nữa, lúc mình có chim thì không mua. Tức lúc mình bán hết rồi mới bắt đầu hỏi mua thì lúc đó là không còn nhé các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi rất là nhiều nhé.